25 thanh lý cho anh em mẫu máy khoan bê tông điện hàng chính hãng của Bimin thuộc công ty Yamasu các bác nhá. Giá cả cực kỳ hợp lý luôn. Thay vì anh em mà dùng những cái dòng hàng nhái nó đã phải tầm giá 600-700 nghìn rồi, giờ anh em chỉ cần bù thêm một chút nữa, vài chục nghìn nữa là các bác đã sở hữu được một dòng máy chính hãng của Bimin mà lại còn dùng được cả công trình các bác nhá. Đây, hàng máy 3 chức năng các bác này, anh em mang ra khoan tường hoặc có cả nước đục nhẹ nữa nào, rất là ok. Khoan tường, khoan bê tông, làm công trình chiến rất là ok các bác nhá. Máy thì là dòng công suất là 800W này, sử dụng điện 220V. Đấy, với mã là 2/26 các bác nhá. Đi kèm theo là sẽ tặng các bác là có một hộp đựng rất là chắc chắn luôn. Và theo đó nữa là hai mũi đục này và ba mũi khoan xịn của hãng các bác nhá. Tặng kèm thêm là hai cái chổi than xịn của hãng Bimin ạ. Dây điện thì rất là xịn luôn các bác nhá. Dây này là dây chống gập đấy ạ. Đấy, là rất xịn luôn. Và máy sẽ được hãng bảo hành cho em mình sẽ là 6 tháng luôn. Bác nào có nhu cầu thì bấm vào phần chat đặt hàng giúp em nhá. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.